Ngày hôm nay cũng nhân dịp cuối tuần con cháu nó về chơi, tôi sẽ phải vào bếp làm một món bún rêu đặc trưng của người Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng vào bếp nhé. Vâng, đây là nguyên liệu làm món bún rêu. Nhưng nói với các bạn và quý vị biết đây là món chả rêu. Vì bún rêu là phải có cua đồng, nhưng cua đồng không có thì chúng ta sẽ giả làm rêu. Và mỗi người có một nguyên liệu khác nhau tùy chọn. Và đây là do tôi tự chế ra các nguyên liệu này để làm một món bún giả rêu cho gia đình cùng thưởng thức. Thứ nhất, đây là rêu. Nguyên liệu của nó gồm có thịt ba chỉ xay, đậu hũ xay và tép, trứng gà, tiêu, một ít bột ngọt, các bạn trộn vào và vắt nhỏ lại. Vắt viên đây quý vị, và vắt viên lại. Thứ hai nữa là trứng cút. Thứ ba nữa là xương sườn non. Nếu quý vị muốn thì có giò thì càng tốt. Thứ tư là hành, ngò. Và tiếp theo nữa là chanh, ớt. Vâng. Và không thiếu được món đó là món sả. Muối, bột ngọt và hành. Hành này là lát nữa chúng ta sẽ phi lên. Vâng. Và bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắc nước lên. Và lúc nước sôi thì chúng ta sẽ bỏ xương vào nhé các bạn. Nước sôi là bỏ xương vào. Vâng, chúng ta tăng lên cho bỏ xương vào. Vâng, giờ nước sôi chúng ta sẽ bỏ xương vào nhé các bạn. Rồi chúng ta bỏ xương vào hầm khoảng 20 đến 30 phút nhé các bạn. Để chúng ta lấy miếng nước cho nó ngọt nhé các bạn. Rồi chúng ta sắp hành ra cho nhỏ ha. Vâng. Món bún rêu thì rất đặc trưng cho các vùng miền quê ở Việt Nam. Nhưng nguyên liệu thì rất khác nhau. Nhưng mọi người không quên đó là rêu cua đồng. Nhưng ở miền tùy theo miền không có cua đồng thì chúng ta tạo cái nguyên liệu của mình nguyên liệu khác. Nguyên liệu khác để chúng ta sẽ chế biến. Chúng ta chế biến. Hành này là chúng ta là để sau cùng ha các bạn ha. Chúng ta để sau cùng. Vâng, và tiếp theo nước sôi là chúng ta sẽ vớt bọt ra nhé. Quý vị và các bạn. Nước sôi chúng ta sẽ vớt bọt ra. Cái bột này chúng ta sẽ vớt ra, phải hết nhé quý vị các bạn. Đó, vớt ra hết. Cho nước nó được trong ra quý vị.
ta cho đều cái xương lên. Và tiếp theo chúng ta bỏ xả vào quý vị, và bỏ xả vào cho nó ngấm cho nó thơm nhé quý vị. Và trong lúc chờ đợi xương được chín mềm, chúng ta sẽ thái chanh. Thưa quý vị và các bạn, ta phải thái chanh ra. Thái vừa, vừa mỏng, đủ dùng nhé quý vị. Thái vừa, đủ dùng. Vâng, chúng ta sẽ làm một chén nước mắm mặn. Chúng ta sẽ làm một chén mắm mặn. Ai muốn ăn lạc thì bỏ thêm vào. Đấy, quý vị muốn lạc thì chúng ta bỏ thêm vào. Và đó là không quên được là món rau sống nha quý vị, món rau sống không quên được. Món rau sống thứ nhất đó là xà lách. Xà lách có hai thứ, xà lách cuốn và xà lách đây. Vâng. Và rau thơm. Chúng ta cùng tiếp theo là không quên đó là rau muống bào và rau chuối bào. Đây quý vị, rau muống bào và rau chuối bào. Bún không thể thiếu được những thứ này nhé quý vị. Vâng, không thể thiếu cái món rau này được. Và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ là phi hành tươi lên nhé quý vị, để cho nó sẽ được thơm. Vâng, chúng ta bắc dầu lên nhé quý vị, chúng ta nổi lửa bắc dầu lên, dầu sôi là chúng ta sẽ bỏ hành vào. Dầu sôi là chúng ta sẽ bỏ hành vào. Vâng, nước sôi ta giảm lại lửa một chút xíu. Đó, quý vị. Đây là hành để chúng ta phi nhé. Chúng ta phi. Chờ dầu sôi là chúng ta sẽ bỏ hành vào. Tôi làm tất cả này khoảng 6-7 người ăn ha. Tại vì ngày này hôm nay thì con cháu nó cuối tuần nó cũng được nghỉ, nó về thăm nhà. Tôi làm cái món này để cho con chị, vợ con thưởng thức. Tại vì tôi cũng rất lâu rồi không vào bếp vì công việc bận rộn làm ăn ở ngoài. Và trước kia tôi cũng là bán quán ăn, tôi cũng từng là đầu bếp. Vâng. Rồi dầu sôi là chúng ta sẽ bỏ hành vào nhé quý vị các bạn. Chúng ta bỏ vào hành cho nó thật vàng. Trước khi bỏ vào rồi chúng ta là bỏ rất nhỏ lửa nhé quý vị và các bạn. Chúng ta nhỏ lửa lại.
cho lửa lại để cho hành nó phi nó vàng đều nhé quý vị. Nó bằng đều lên. Và rau này chúng ta về xà lách thì tùy theo mỗi người ăn, nhưng cái món riêng của tôi là đặc biệt này, xà lách sẽ sắt nhỏ ra đó để bỏ vào rất ngon, rất ngon quý vị ạ. Đó, và trộn cho nó là một ít rau là chuối bào rồi rau muống bào đây quý vị. Trong này là bột ngọt, đường và muối. Quý vị nêm bột nêm thì tùy thích mũi. Người có một là khẩu vị ăn khác nhau, quý vị muốn để thế nào cho vừa ha, miệng là lược, mùi lược mùi lược. Chúng ta đảo hành cho thật đều lên. Chúng ta đảo hành thật đều lên. Rồi giờ chúng ta bỏ rêu vào nhé quý vị. Các bạn, chúng ta bỏ rêu vào. Đó, chúng ta để rêu vào từng viên một. Rêu này tùy theo người làm, muốn là vắt to nhỏ là tùy thích của mình nhé quý vị. Tùy thích của mình. Tùy thích của mình nhé quý vị và các bạn, bỏ rêu là tùy mình. Rồi chúng ta bỏ hết rêu rồi nhé quý vị. Và chúng ta đậy nắp lại một chút xíu. Chúng ta đậy nắp lại một chút xíu nhé quý vị. Chúng ta đậy nắp lại một chút xíu. Và nó sôi lên. Chúng ta lại lấy cái nắp ra. Không cần đậy nó lại. Và chúng ta xem hành phi đã được chưa. Để hành nó thật vàng nhé quý vị. Hành vàng nó mới thơm được. Hành phi nó thật vàng mới thơm được. Vâng, hành gần vàng, sắp vàng đấy quý vị. Rồi xem nước sôi thì chúng ta sẽ lấy nắp ra. Chưa sôi. Chúng ta sẽ lấy nắp ra. Rồi nước sôi chúng ta sẽ lấy nắp ra. Vâng. Rêu nó sẽ nổi lên phía bề mặt bên trên. Vâng. Chúng ta sẽ bỏ thêm trứng cút vào nha quý vị, bỏ trứng cút vào. Bỏ vừa đủ ăn thôi ha quý vị ha. Trộn đều lên một chút xíu quý vị. Đó, rất thơm, mùi xả lên rất thơm nha quý vị. Mùi xả rất thơm. Và hành phi đã vàng rồi nha quý vị. Hành phi đã vàng rồi ha. Chúng ta tắt lửa ha. Đã vàng rồi chúng ta tắt lửa. Rồi xem có bọt chúng ta lại vớt tiếp bọt ra nhé quý vị. Chúng ta vớt bọt ra cho hết. Một lần nữa. Ta vớt bọt ra. Ta vớt bọt ra. Cho hết bọt. Ta vớt bọt.
Rồi, chúng ta sẽ bỏ bột nêm vào nha quý vị. Chúng ta sẽ bỏ bột nêm vào. Cho một ít dầu điều vào nhé quý vị, dầu hạt điều lắm, quý vị mua hạt điều à, và về quý vị về bỏ vào ít dầu và chúng ta sẽ chiên lên. Và đây là dầu điều nguyên chất chứ không phải là bột màu nhé, đây là hạt điều đó quý vị, hạt điều làm tạo màu đó. Đây chúng ta bỏ vào một ít ít hạt điều, ít dầu điều. Vâng. Và tiếp tục chúng ta lại bỏ vào hành phi vào nhé quý vị. Chúng ta bỏ hành phi vào. Đó. Đấy, bỏ hành phi vào. Rồi chúng ta giảm bớt lửa đi ha quý vị ha. Này, chúng ta giảm bớt lửa đi, nó sôi nhỏ lẻ thôi mà gần được rồi, độ 5 phút nữa là chúng ta sẽ có một bữa ăn là bún rêu. Và đây là bún giả rêu nhá quý vị và các bạn, nên nhớ đó, mỗi người thì cũng làm cách giả rêu khác nhau, nhưng tôi thì tôi lại nghĩ cách tôi làm này và tôi cũng đã làm rất nhiều năm rồi nhé quý vị. Vâng, vậy là một nồi bún rêu đã hoàn thành. Đây, quý vị và các bạn, đây là tô bún rêu. Và ngày cuối tuần, cả nhà tập trung cùng thưởng thức một nồi bún rêu thật tuyệt vời, phải không quý vị và các bạn? Vâng. Và đến đây, tôi xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Xin chào và tạm biệt.